và hát cho bạn nghe không yêu cũng chẳng cô đơn. Muốn ai biết mà có thể hát theo một người thôi được không ạ? Đứng lên làm tốt nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường mình lại xung như thế. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng là sẽ được gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất nha.